Chào các bạn, ngày hôm nay thì mình sẽ lên tay cho các bạn một chiếc T-Shot Classic, chiếc máy pin nhé. Mã của em này là T063 617220370. Máy kim loại. Chiếc này thì nó là cái hàng xách tay. Hàng xách tay đây là các cái mắt thừa của đồng hồ. Đấy, mắt thừa của đồng hồ. Các cái hộp ở đây là cái hộp đồng hồ đây. Nếu mà ai hay quan tâm đến cái dòng T-Shot này thì sẽ biết được cái kiểu hộp này. Đấy. Ở đây thì nó có một quyển sách về hãng, giới thiệu về hãng và một quyển sách hướng dẫn sử dụng. Ở đây chúng ta có một cái thẻ, đây thẻ mua hàng tại Zuma Shop thôi. Đấy. Và đây là một cái thẻ. Thẻ bảo hành của Zuma Shop. Nhưng thực sự là cái việc hàng xách tay thì thường nó sẽ rất khó để bảo hành tại Zuma Shop vì cái việc ship đi ship lại thì nó khá là khó khăn. Tuy nhiên là hàng xách tay thì sẽ có cái giá rẻ hơn rất nhiều so với hàng chính hãng tại Việt Nam. Rồi quay trở lại đồng hồ. Thì trước này nó là cái dòng chronograph 6 kim. Với hai kim này để phục vụ việc bấm giờ. Đấy. Kim dây đồng hồ là cái kim nhỏ này, kim to là kim bấm giờ. Đấy. Và lịch ngày để tại góc 4 rưỡi. Đồng hồ còn đầy đủ mắt thừa nên mình nghĩ là có thể phù hợp với những người có tay cỡ to đến 22 cm. Bây giờ mình sẽ đo qua cái kích cỡ đồng hồ cho các bạn xem. Cỡ mặt con này là 42 mm, chưa tính lún. Độ dày đây mình nghĩ là nó là rơi tầm 11 mm. Máy chronograph thì nó sẽ to hơn cái máy 3 kim bình thường. Thì về cơ bản là cái dòng này sẽ cho dân công sở có cỡ cổ tay từ 16,5 trở lên. 16,5 nói chung là cỡ tay từ 16,5 có thể đến 20. Rồi thì bây giờ mình sẽ vào cái chi tiết cái tình trạng đồng hồ. Rồi đây vào chi tiết tình trạng đồng hồ. Đầu tiên là chúng ta sẽ kiểm tra qua cái bên trong đồng hồ. Kim kiếc thế này là chưa bị mốc gì cả. Bên trong rất là sạch. Các bạn có thể chú ý là các cái kim chưa bị mốc hay chưa bị xước gì cả. Đấy, bên trong vẫn sạch. Chiếc đồng hồ này thì hoàn toàn không có dạ quang. Nói chung là những cái chiếc đồng hồ nào mà nó hơi hướng thể thao một tí thì nó mới trang bị dạ quang, còn cái dòng này thì nó là cái hơi hướng theo kiểu dòng công sở, nó không trang bị dạ quang cho chiếc này. Rồi mặt kính đồng hồ thì nó là kính sapphire, nên kính sapphire ở đây thì mình chưa nhìn thấy cái vết xước nào cả. Các bạn có thể chú ý xem các ánh sáng nó chuyển trên bề mặt. Theo cảm nhận của mình thì cái kính con này nó hơi cong lên phía trên chứ không phải là kính phẳng nhá, tức là kính kính lồi lên phía trên, khá thú vị vì kính lồi thì nó sẽ đắt hơn khá nhiều so với kính phẳng. Rồi bây giờ mình sẽ thử test qua cái tính năng đồng hồ. Đầu tiên là mình sẽ test qua cái tính năng chỉnh giờ. Cái nút lúc chỉnh giờ thì rất là trơn tru, không thấy cái vấn đề gì cả. Đấy. Cái việc nhảy ngày thì đây nó từ 12 giờ đến 1 giờ, không quá nhiều vấn đề. Nhảy ngày hoàn toàn bình thường. Bây giờ mình sẽ chỉnh cái lịch ngày. Đấy. Chiều kia. À, lịch ngày nhảy bình thường, cũng vặn cũng rất là trơn, không có vấn đề gì. Ấn bên trong. Rồi mình sẽ chỉnh cái chronograph. Đầu tiên là ấn vào nút này để bắt đầu chạy chronograph bấm giờ.
À, kim phút hoạt động. À, cái kim to này hoạt động, bấm ra. Dừng. Thì chúng ta sẽ đọc số giây kim to. À, 1 phần 10 giây ở đây. Và đây là số phút, tức là tối đa bấm giờ 30 phút. Và reset là không. Chung là tính năng đồng hồ vẫn rất là hoàn hảo. Rồi, bây giờ mình sẽ kiểm tra cái viền. Khi mình nhận cái đồng hồ này của khách ký gửi thì cảm nhận của mình là chiếc này trông qua nó còn rất là mới. Tuy nhiên là khi mình xem kỹ thì trên vỏ nó khá nhiều vết sức răm. Có lẽ là khách đã sử dụng nói chung là chắc cũng phải được hơn năm. Cảm quan mình đánh giá như thế. Cái vỏ bên trên thì nó không có vết sức lớn, tuy nhiên là nó có khá nhiều các vết sức răm ở phần vỏ bóng bên trên. Không có nhiều vết sức lớn đâu. Những cái vết sức này thì các bạn có thể hoàn toàn dùng khăn lau đánh bóng kỹ thuật để lau bóng lại. Cái này không quá khó khăn. Có thể ở đây nó sẽ có, à không, khi mà dê vào thì vẫn rất là trơn. Nên đây coi chỉ là những cái vết sức răm thôi, không phải là những vết sức sâu. Hoàn toàn có thể lau bóng bằng tay được mà không có vấn đề gì. Rồi, phần quay đồng hồ. Ở cái đầu đầu các đầu quay thì ở đây các cái đầu này chơi móc viền ngang. Viền ngang đồng hồ thì chỗ này có một vài các cái vết sức nhỏ. Đây có một vài các vết sức nhỏ. Có lẽ là do người đeo họ để đồng hồ trên mặt nằm ngang này. Nên có thể ở đây nó sẽ có những cái vết sức nhỏ nhỏ. Đấy, nhưng mà không đáng kể. Vì cái cạnh ngang của con này nó được đánh bóng theo kiểu sức sọc. Ở đây có một vài cái vết móc được kiểu đầu đinh thôi. Không nghiêm trọng lắm. Đầu này thì vẫn còn nguyên, không có dấu hiệu móc. Đây. Bên này cũng tương tự. Phần lốm cũng vẫn còn sáng bóng. Chiếc T-shirt này vẫn còn rất là mới. Lốm bên này cũng vậy. Đấy. Nói chung là phần cạnh ngang và lốm thì nó ít xước hơn là cái phần cái viền này nó xước răm khá rõ vì một phần nó là cái này móng xước. Tuy nhiên là chất liệu của T-shirt thì chất liệu thép rất là tốt. Tuy nhiên khi vào đến phần dây thì chúng ta sẽ thấy nhiều vết xước hơn. Khi mà trông mặt đồng hồ thì các bạn có thể thấy là nó còn rất mới. Tuy nhiên là khi mà nhìn vào dây thì mình mới phát hiện ra là có thể là khách đã sử dụng khoảng tầm 1 năm rồi, khá nhiều các vết xước răm. Đấy. Tất nhiên là các vết xước này các bạn có thể đánh bóng lại được một cách dễ dàng. Thì cảm nhận của mình khi mà dê thì không có các cái vết xước sâu, hoàn toàn có thể đánh bóng được. Phần khóa đồng hồ thì vẫn sử dụng rất là tốt, ấn vào rất là mềm. Đấy. Tuy nhiên là trên cái phần này là phần mà khi mình đeo mình cọ tay này có rất nhiều các vết xước. Cái việc đấy không tránh khỏi đối với một cái đồng hồ cũ mà có đeo, chỉ trừ khi đồng hồ cũ mà bạn chỉ đeo 1 2 lần xong bạn cất đấy thì nó mới còn mới. Còn cái phần phần này xước là phần hiển nhiên. Phần mặt đáy đồng hồ của những dòng dây kim loại thì thường hay bị xước, tại vì do cái dây kim loại nó cọ vào. Đây các bạn có thể xem phần mặt đáy cái đồng hồ. Bạn có thể xem thông tin đây, mã seri, mã đồng hồ. Chống nước con này là chống nước 30 m. Kính sapphire. Vỏ và đáy là bằng thép inox. Đấy, phần đáy khá sức khá nhiều. Tuy nhiên là mình nghĩ cái việc này là không tránh khỏi, và chủ yếu đây cũng chỉ là sức răm thôi. Chiếc này tại Việt Nam thì nó đang bán là rơi vào tầm khoảng 15 triệu. Hàng xách tay thì nó rơi vào tầm khoảng 7 triệu nếu các bạn xách tay về. Và giá chiếc này thì nó chỉ rơi tầm khoảng 1 phần 3, 1 phần 4 giá của hàng chính hãng tận bán tại Việt Nam. Đấy. T-Shot thì nó sử dụng máy pin của Thụy Sĩ. Nói chung là cái độ ổn định nó rất là cao, cao hơn hàng của Citizen. Nếu các bạn nào mà cỡ cổ tay to tìm kiếm một cái dòng
6 kim một tí sót như này thì các bạn có thể tham khảo cái mẫu đồng hồ này. Có các thắc mắc gì về đồng hồ thì các bạn có thể nhắn tin qua Facebook đồng hồ cũ.vn hoặc là để lại bình luận ở bên dưới video. Cảm ơn các bạn.